Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cách làm chè Thái đơn giản mà rất là ngon. Món này mình có thể làm trong các bữa tiệc gia đình cũng như là họp mặt bạn bè. Thì để làm món này, mình mua những cái trái cây sẵn ở trong lon như vậy. Còn nếu như mà các bạn như sống ở bên Việt Nam thì có điều kiện thì mình sẽ mua những cái trái cây này tươi thì nó sẽ ngon hơn ha, nhưng mà phải chế biến cho thật ngon. Thì ở đây mình sử dụng bữa nay là một lon trái nhãn nè, nhãn lon nè, một lon vải, một lon thạch dừa, thạch dừa sẽ gọi là coconut jelly ha, rồi một lon này là thạch lá dứa và một lon mít. Mít nó cắt sợi sẵn như vậy, còn nếu mít tươi thì mình sẽ cắt ra thành sợi giống vậy ha. Rồi bên đây là cái này mình kêu là cái gì đây ta, thốt nốt hả, thập thốt nốt, rất là vậy á. Rồi mình sẽ có một hộp nước dừa coconut milk, cái này là 400ml này ha, mình sẽ sử dụng hết. Nếu như các bạn ăn không nước dừa không được thì các bạn sử dụng sữa half and half only với lại là sữa tươi, còn nếu mà ăn được nước dừa thì nó sẽ béo và thơm hơn nha. Rồi mình có một bình sữa half and half. Bình sữa này mình sử dụng ở đây là một quart nè, là 946ml á, gần 1 lít á. Rồi mình có thêm một lon đậu đỏ. Đậu đỏ này đã được chế biến thành giống như là chè rồi, nó có đường sẵn ở trong đây ha. Trước tiên mình sẽ đi nấu cho chín cái dừa này, bởi vì mình không có muốn ăn dừa sống sợ đau bụng, mình sẽ nấu lên cho nó vừa sôi. Nếu mà cần ngọt thì các bạn có thể cho thêm 1-2 muỗng đường, canh đường vào. Còn nếu không thì các bạn có thể không cần bỏ đường, bởi vì cái lon đậu này nó đang ngọt rồi nè. Rồi những cái loại này mình sẽ đi bỏ ra cái lược, mình chỉ lấy trái thôi, mình không có dùng nước nha. Cái nước này thì mình cũng có thể dùng được, nhưng mà tại vì nó đóng lon đó, cho nên mình không có biết là nó có tốt cho sức khỏe hay không, cho nên mình sẽ bỏ cái nước này đi ha, mình sẽ dùng sữa thôi. Rồi bây giờ cái thạch này mình sẽ cũng sẽ cắt ra thành từng viên giống như là cái thạch dừa. Nước dừa mình sẽ bắt lên bếp và mình đun cho nó vừa sôi tới như vậy. Ở đây mình có bỏ thêm một muỗng canh đường cát vào, tại vì mình sẽ cho cái lít sữa đó vào đây thì nó sẽ sữa nó không có ngọt á, thì nó chỉ sẽ hơi ngọt thôi. Mình ăn nữa cái đậu đỏ mà mình mua cái lon á, nó sẽ là có đường đó, nó sẽ vừa ăn hơn. Còn nếu như các bạn không có cái lon đậu đó thì các bạn sẽ cho đường theo khẩu vị gia đình mình nha, ngọt vừa. Cái này mình làm ngọt vừa thôi, tại vì mấy cái loại trái cây trong lon nó đã ngọt sẵn rồi ha. Mình sẽ đi cắt cái thạch lá dứa này ra. Mình muốn cắt sợi cũng được, mà muốn cắt vuông vuông cũng giống như là cái thạch dừa cũng được. Tùy theo mình, thích ý thích của mình nha. Đó, ví dụ như mình cắt dày, mình cắt vuông lại gì cũng được. Đó, cắt vuông lại gì cũng được, và cắt sợi dài dài cũng được luôn, sợi dài dài. Đó, cắt sợi gì cũng được ha, tùy sở thích của mọi người ha. Rồi mình sẽ lần lượt cắt cho hết cái chỗ này ha, rồi mình sẽ bỏ mấy cái thạch ôm mấy cái trái cây còn lại vào nha. Vậy trước tiên mình sẽ cho cái mít với cái đường thốt với cái thốt nốt, trái thốt nốt nè, mình đã bỏ hết nước ha. Rồi tiếp theo mình sẽ bỏ nước hai cái loại này, ba cái loại này nha, để mình cho vào luôn ha, cái vải, cái nhãn với lại thạch dừa. Mình cái vải nó to quá cho nên mình sẽ cắt nó làm đôi như vậy ha, cho nó nhỏ lại cho dễ ăn. Rồi cái lon đậu đỏ này, cái đậu đỏ này ở đây nó làm như vậy giống như chè rồi nè, với lại có cái hộp chestnut ở trong đó. Hộp chestnut là tiếng Việt là gì mình không nhớ, nhưng mà các bạn nếu mà các bạn có thì các bạn cho vào, không có thì không cũng cần thiết nha. Mình múc vào đặt quá.
có cái này vào nó ăn nó bùi bùi với lại nó có thêm cái độ ngọt á, tại vì mình không có bỏ cái nước á, lấy cái nước á, mình bỏ hết cái nước á, cho nên mình cho thêm đậu vào cho nó bùi nó ngon hơn ha. Cái sữa háp mình háp bây giờ mình sẽ cho vào trong cái nồi nước dừa để mình trộn lên, tại vì cái nước dừa nó còn ấm á, mình không có muốn đổ cái nước dừa khi còn nóng. Nếu mà mình muốn đổ riêng thì mình để chờ cho nguội rồi mình bỏ vào, mình mới bỏ cái mới cho cái sữa vào ha. Còn ở đây mình làm nhanh đó thì mình cho cái sữa vào trong đây, trong cái nước dừa mình trộn đều lên rồi mình cho vào trong cái mấy cái trái cây này ha. Nó nguội rồi, nó hết lạnh rồi, mình cho vào đây. Nếu như các bạn muốn có nhiều nước thì các bạn có thể cho thêm cái sữa tươi cũng được, sữa tươi mà mình uống á. Đó, mình cho hết cái sữa này vào đây rất là ngon luôn. Đó, mình trộn đều lên, trộn đều lên. Ở đây mình thiếu cái màu đỏ, tại vì mình đi chợ mình mua cái thạch strawberry á, nó màu đỏ nhưng mà nó hết rồi. Lúc trước mình có mua được thì mình cho vào nữa, nó có xanh xanh đỏ đỏ nó đẹp, nhưng mà bây giờ nó hết rồi. Đó, như vậy ha, là mình có được cái món chè Thái rồi. Nếu các bạn muốn nhiều nước thì có thể cho thêm sữa tươi, còn muốn nó đặc thì để như vậy cũng được thôi ha. Rất là ngon và hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nếm anh em thử coi nó cái độ ngọt nó đủ chưa nha. Nếu các bạn thích ngọt hơn thì cũng có thể cho thêm đường, tùy thích ha. Rất là vừa ăn, ngọt, thanh, nhẹ nhàng, không có quá ngọt. Rồi như vậy là mình sẽ cho vào tủ đá. Và lúc mà có khách thì sau khi ăn đó, mình sẽ làm món tráng miệng và múc ra ly hoặc ra chén nha. Nếu như các bạn thích ăn sầu riêng thì mình có thể múc ra từng ly và cho muối sầu riêng này vào thì rất là tuyệt vời. Thử đi nha. Rồi như vậy là mình sẽ múc ra ly và trình bày cho các bạn thưởng thức nha. Rất tiếc là không có thiếu cái màu đỏ, không có mua được cái màu đỏ, mình xài đậu đỏ đó. Cái ly rất là fancy. Nếu mà thích bỏ đá thì mình sẽ nấu ngọt hơn một tí, mà mình bỏ vô tủ lạnh mình ăn như vậy, ăn sét như vậy thì không có cần bỏ đá, thì mình đừng có nấu ngọt quá ha. Rồi. Rồi như ai mà thích ăn sầu riêng thì có thể bỏ thêm sầu riêng vào là thưởng thức. Rồi video chè Thái của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha. Chào tạm biệt và chúc các bạn một năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn hơn trong năm mới này. Chào tạm biệt.